Chào mừng quý vị các bạn trở lại với kênh Đại Vương Vlog. Thì hôm nay mình sẽ làm video về tỉ thí bắn cung. Đây, mình sẽ có dòng cung như thế này. Đó, và sẽ bắn vào 5 thì 10 điểm. Ở ngoài là 9 điểm, và ở dòng ngoài cùng là 8 điểm, còn dòng trời là 0 điểm. Rồi, chúng ta sẽ cố thành viên. Tấn Kiệt. Sư Trường. Và Quang Tao. Rồi, chúng ta cho một tràng pháo tay để chương trình được bắt đầu. Rồi, xạ thủ Mr. Ken bắn. Ken. Rồi. Video thi đấu bắn cung đến đây là kết thúc và chúc vô địch thuộc về